Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, TikTok có hệ lụy nguy hiểm là khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc. Không khó để bắt gặp những ngôn ngữ lạ hay nội dung phản cảm trên nền tảng này. Đơn giản nhất, đó là những từ, cụm từ bắt nguồn từ video của một đối tượng nào đó nhưng được giới trẻ hưởng ứng nhiều nên tạo thành một trào lưu. Những từ lạ này được dùng để thể hiện sự thời thượng, bắt chen của người trẻ. Nền tảng này còn có nhiều video mang nội dung phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục và gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của người trẻ. Nhiều video với trang phục hở hang mang tiêu đề gây sốc như tuyệt chiêu làm chàng hưng phấn, cách quan hệ để sướng rừng rực liên tục lên xu hướng, lượt xem cao. Bên cạnh đó, vấn nạn nói tục, chửi thề, bắt chước các câu nói nổi tiếng cũng là vấn nạn đáng để tâm. Nhiều bạn trẻ còn nghĩ đến việc bỏ học để trở thành tiktoker và sống cuộc đời của người nổi tiếng. Suy nghĩ này tạo nên lối sống ảo phong bạt, không cần quan tâm đời sống thực tế như thế nào nhưng khi đăng clip lên mạng thì phải đẹp, phải hào nhoáng để được ngưỡng mộ. Lan truyền thông tin sai sự thật cũng là vấn nạn trên nền tảng này. Nhiều người dùng không quan tâm thông tin đúng sai. Họ cho rằng chỉ cần vài phút làm clip về những sự kiện đang được cộng đồng mạng chú ý để lên xu hướng là đã thành công. Nền tảng này còn là cơ hội của những thầy bói, bà đồng online tha hồ bịp bộng, lừa đảo người khác. Nhiều người còn mất tiền, bị lừa đảo bởi các trò xem bói, trải bài riêng.